Các bạn đang nghe truyện sông băng tận thế ta trữ hàng chục tỷ vật tư trên kênh TV Audio CV. Chương 810, mất đi hứng thú. Dù sao đi nữa, Trương Dịch vẫn dự định nghiên cứu những vật ông đã thu thập được. Vào đêm hôm đó, Trương Dịch đã đánh thức mọi người và lấy ra những thứ hắn tìm thấy để họ xem. Sau khi biết Trương Dịch đã xâm nhập vào khu vực cấm địa của bái tuyết giáo, mọi người dù cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất mong chờ. Con người luôn tò mò, cảm giác nhìn trộm bí mật của người khác rất thú vị trương dịch lấy ra quả cành lá và kén khi hắn lấy ra kén biểu hiện trên khuôn mặt mọi người có chút kỳ quặc bởi vì kích thước của kén đó đặc biệt giống như bao quanh một con người trương dịch nói với chu khả nhi khả nhi ngươi có kinh nghiệm với việc phẫu thuật ngươi hãy chịu trách nhiệm mở nó ra nhé trương dịch có đủ dụng cụ phòng thí nghiệm trong không gian của mình ở đây hoàn toàn phù hợp cho cô ấy thực hiện mổ xẻ và nghiên cứu chu khả nhi nói quả và cành lá này cần phải đưa về phòng thí nghiệm để nghiên cứu kỹ lưỡng môi trường ở đây không thực sự thích hợp để phát huy hiệu quả nhưng kén này lại rất kỳ lạ nó giống hệt một xác ướp lời nói của cô vừa ra mọi người đều gật đầu đồng ý họ hoàn toàn tán thành quan điểm của cô trong lòng trương dịch kỳ vọng rằng đó là một bộ xác ướp chứ không phải là trứng trùng dưới ánh mắt mong chờ của mọi người chu khả nhi lấy ra bộ dụng cụ giải phẫu của mình tuy nhiên cô không vội vã mổ xẻ mà sử dụng một chiếc đèn pin nhỏ để chiếu sáng lên kén qua ánh sáng mọi người mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó bên trong kén rõ ràng đó là hình dạng của một người nhưng rất gầy gò có vẻ chỉ còn lại xương cốt đúng là xác ướt mà trương dịch thở phào nhẹ nhõm cảm thấy thi thể vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của mình ta có chút hiểu ra công dụng của thứ kia rồi. Trương Dịch tự hỏi trong lòng. Mau nói xem, ngươi nghĩ nó dùng để làm gì? Lương Duyệt tò mò hỏi. Trương Dịch cười nói, hãy mở nó ra trước đã. Có thể sự việc không quá bí ẩn như chúng ta tưởng. Chu Khả Nhi gật đầu. Cô lấy ra dao cụ, trưng bày nhiều loại dao nhỏ sắc bén. Cô chọn một chiếc, với đôi tay thon dài và vững vàng, từ từ xé ra lớp lá màu đỏ sậm quả nhiên sau khi mở lớp lá ra bên trong lộ ra một bộ thi thể da bọc xương trương dịch nhớ lại cảnh tượng trong tòa nhà bỏ hoang với hàng ngàn thi thể treo trên tường và hiểu ra công dụng của loại thực vật đó hóa ra là thế trong ánh mắt tò mò của mọi người trương dịch giải thích bên trong tòa nhà bỏ hoang là một cội thực vật biến dị rất lớn nó có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ thi thể sau đó tạo ra loại quả đỏ này chúng ta cũng đã thấy không ít người của bái tuyết giáo đang ăn loại quả này có lẽ đây chính là nguồn thức ăn của họ theo lý thuyết khu vực cấm địa của họ thực chất là một nguồn lương thực sống không lạ gì họ lại cẩn thận đến vậy không cho phép bất kỳ người ngoài nào tiếp cận sau khi biết sự thật nhóm của trương dịch không tránh khỏi cảm thấy hơi thất vọng dù sao họ không thiếu thức ăn và đối với loại thực vật có khả năng nuôi sống hàng ngàn người này họ cũng không mấy hứng thú tất nhiên loại thực vật này rất kỳ diệu và có giá trị nhưng trương dịch và nhóm của hắn không thực sự cần nó chu khả nhi dùng dao khám phá thi thể phát hiện nó đã hoàn toàn bị hút khô không còn một tia máu có vẻ như thi thể hoàn toàn đã biến thành chất dinh dưỡng trương dịch sau đó nói với chu khả nhi khi trở về hãy phân tích thành phần của quả và lá này xem có điều gì đặc biệt không thực ra trương dịch đã mất hứng thú với loại thực vật đó chỉ là vẫn muốn chu đáo nên nhắc nhở chu khả nhi một lời chu khả nhi gật đầu cho ta chút thời gian nhé loại thực vật này thực sự đáng để nghiên cứu ta sẽ cắt mẫu sau đó sử dụng kính hiển vi và các phương pháp thử nghiệm sinh học để quan sát ở phía đội điều tra mạnh tư vũ tháo găng tay trắng nhìn xác ướp đã được mổ xẻ và nói với biên quân vũ đang đứng không xa chỉ là một bộ thi thể bị hút hết chất dinh dưỡng không có gì bất thường cả về phần quả cây nó tạo ra có một phần tác dụng tâm lý có thể giúp các cấp cao của bái tuyết giáo kiểm soát tốt hơn những người theo đạo nhưng không phát hiện bất kỳ loại vi khuẩn nào và có hàm lượng đường cao nên có thể coi là một loại thức ăn giàu dinh dưỡng biên quân vũ chỉnh lại chiếc kính mát của mình ta đã biết khi trở về hãy lấy một phần rễ cây để xem liệu các chuyên gia trong phòng thí nghiệm có thể bồi dưỡng nó ra nó hay không cái thứ này rất hữu ích tại tòa nhà bỏ hoang. Trịnh giật tiên đứng trước huyết đằng, ngẩng đầu nhìn những kén treo ngược. 3968, 3969, 3970, ồ, thiếu một cái. Sự hiếu kỳ của họ thật sự rất lớn, ngày thứ hai, vẫn không có dấu vết nào của nhóm zombie. Điều này làm cho sự lo lắng trong lòng mọi người càng tăng. Sự vắng mặt của nhóm zombie càng làm tăng khả năng họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng khiếp. Biên quân Vũ đã sử dụng nguồn lực từ khu vực Giang Nam, dùng vệ tinh để giám sát toàn bộ thành phố Thiên Hải, nhằm tìm ra hành trình di chuyển của zombie. Cuối cùng, với sự hỗ trợ của công nghệ cao, họ quả nhiên phát hiện ra dấu vết. Biên quân Vũ gọi tất cả mọi người lại và thông báo tin tức mới nhất. Nhóm zombie đang tụ tập và hướng về phía chúng ta. Ước lượng số lượng ít nhất là 10 vạn con trở lên. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đây sẽ là một trận chiến khốc liệt, 10 vạn đầu, con số này khiến tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Số lượng nhân viên chiến đấu hiện tại của họ chỉ khoảng hơn 2.000 người. Đối mặt với những quái vật khó giết chết và các dị nhân cấp cao như đồng giáp thi, đây chắc chắn sẽ là một trận chiến vô cùng nguy hiểm. Trong lòng, Trương Dịch thầm nghĩ, chắc chắn không chỉ có 10 vạn đầu zombie, lời của biên quân vũ chỉ có thể được nghe một phần, không thể tin hoàn toàn. Hắn muốn ổn định tinh thần mọi người, thu hút zombie đến chiến đấu trực diện, nên đã nói một con số nhỏ hơn thực tế. Thực tế thì số lượng đó ít nhất phải được nhân đôi. Thậm chí có thể gấp 2, 3 lần, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Chẳng hạn, chỉ riêng trương dịch đã phát hiện số lượng zombie hàng vạn tại tuyến thứ cừ. Bây giờ tất cả zombie ở thành phố Thiên Hải đều tụ tập tại đây, ai cũng tin rằng có đến hàng trăm vạn zombie. Tuy nhiên, Trương Dịch không nói ra điều này. Dù sao, họ cũng chỉ là một nhóm nhỏ, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể mang theo người bên cạnh và rời khỏi thành phố Thiên Hải, ít nhất vẫn còn cơ hội. Biên quân Vũ nói, các ngươi không cần tiêu diệt toàn bộ nhóm zombie, chỉ cần giữ chúng lại một khoảng thời gian, tạo cơ hội cho đội điều tra của chúng ta là được rồi. Một khi chúng ta tiêu diệt được thi vương ở dưới lòng đất, nhóm zombie sẽ mất đi chỉ huy và dễ dàng đối phó hơn. Hình Thiên thở dài, 10 vạn đầu zombie, có thể còn nhiều hơn dù không có chỉ huy cũng khó giải quyết. Dù là 10 vạn con heo, chúng ta cũng không thể bắt hết trong 3 ngày. Hãy nhìn xa hơn một chút. Biên quân Vũ nói. Số lượng lớn cũng là tốt, chứng tỏ đây là cơ hội ngàn năm có một, có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Bây giờ chịu khó một chút, sau này sẽ dễ dàng hơn. Tiêu hồng luyện cao mày, ôm tay nói, chỉ sợ chúng ta không thể giữ được lâu, rồi lại bị zombie bao vây, mất mạng ở đây. Mọi người đều thông minh, biết rằng lời của biên quân Vũ nói về 10 vạn zombie không đáng tin cậy. Trên thực tế, số lượng thực sự chỉ có thể nhiều hơn. Trước kia, nhóm của họ có một cơ sở dưới lòng đất để làm đường lui. Nhưng giờ đây tại bái tuyết giáo, họ không có lựa chọn nào khác, lại phải bảo vệ đám giáo chúng bình thường. Tất nhiên, họ không mấy hứng thú với việc bảo vệ những người này. Nhưng nếu để zombie xâm nhập qua phòng tuyến của họ, hình thế của năm đại thế lực sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây vì vậy dù họ có muốn hay không họ đều phải huy động toàn lực để chống lại đợt tấn công của zombie biên quân vũ chỉnh lại kính mát của mình nếu các ngươi thấy việc phòng thủ quá gian khổ có thể trao đổi nhiệm vụ với những người khác hoặc hắn liếc nhìn tiêu hồng luyện có thể trao đổi nhiệm vụ với chúng ta biểu hiện của tiêu hồng luyện lập tức trở nên không thoải mái nhiệm vụ phòng thủ zombie tuy gian khổ nhưng so với nhiệm vụ của đội điều tra thì dễ dàng hơn nhiều bảy người xâm nhập dưới lòng đất đối mặt với không biết bao nhiêu đồng giáp thi và số lượng lớn zombie ngoại trừ đội điều tra không có thế lực nào khác ở thành phố thiên hải có khả năng và sức mạnh để đảm nhận mỗi người trong nhóm bảy người đều là nhân viên chiến đấu siêu phàm thậm chí ở mức độ của một lãnh đạo thế lực theo đánh giá của trương dịch và nhóm của hắn ít nhất ba người trong số họ không kém gì lãnh đạo nhóm của tiêu hồng luyện về phần biên quân vũ sức chiến đấu của hắn đã vượt trội hơn hầu hết các dị nhân hiện có ở thành phố thiên hải ít nhất là theo quan điểm bên ngoài hơn nữa bên cạnh hắn còn có bách lý trường thanh người có vẻ như vô hại nhưng thực sự rất khó lường tiêu hồng luyện chỉ có thể nói ta đã hiểu cho đến bây giờ chúng ta chỉ còn một lựa chọn là chiến đấu biên đội trưởng chúng ta sẽ gửi gắm tất cả hy vọng vào các ngươi, không sao đâu. Biên quân Vũ nói một cách thản nhiên. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mọi người tăng cường phòng ngự, nhận thức rõ ràng một trận chiến lớn sắp diễn ra. Đến lúc đó, số phận sinh tử của toàn bộ thành phố Thiên Hải sẽ được quyết định trong trận chiến này. Nếu họ thất bại, thành phố Thiên Hải sẽ hoàn toàn trở thành một thành phố chết. Có khả năng Giang Nam Đại Khu sẽ quyết định sử dụng để xóa sổ thành phố này khỏi bản đồ bầu không khí căng thẳng như vậy cũng ảnh hưởng đến trương dịch người lúc đầu tương đối thoải mái không thể tránh khỏi hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng nếu thực sự thất bại hắn sẽ làm gì có lẽ chỉ còn cách sử dụng lưỡng trọng môn để mang theo người thân đào tẩu sau đó quay lại tìm dương hân hân và những người khác để cùng nhau rời khỏi thành phố thiên hải mang theo lo lắng này trương dịch tìm đến biên quân vũ biên tiên sinh ta có một vấn đề không hiểu không biết ta có thể hỏi ngươi được không Biên quân Vũ luôn có thái độ tốt với Trương Dịch, bởi vì hắn đánh giá cao tiềm năng của Trương Dịch và có ý định lôi kéo hắn trở thành một thành viên trong nhóm của mình. Ừ, ngươi muốn hỏi điều gì? Trương Dịch hỏi. Hiện tại chúng ta đã hiểu sót tốt tình hình ở thành phố Thiên Hải, chỉ cần tiêu diệt thi vương thì nguy cơ zombie sẽ kết thúc. Vậy tại sao các ngươi không yêu cầu Giang Nam đại khu gửi quân đến hỗ trợ? Ta không muốn bắt buộc họ theo đạo đức hay bất kỳ lý do gì khác. Với sức mạnh của Giang Nam đại khu, việc gửi một nhóm nhân viên chiến đấu tinh nhuệ đến đây để tiêu diệt zombie không phải là chuyện gì khó khăn cho lắm không cần phải để chúng ta phải đối mặt với áp lực lớn như thế này tất cả các thành phố trong khu vực giang nam đều thuộc quản lý của giang nam đại khu do đó giang nam đại khu chắc chắn không muốn thấy một lượng lớn nhân viên tử vong ở một thành phố thuộc quản lý của họ con người là tài nguyên vô cùng quý giá trong thời kỳ tận thế Trương Dịch tin rằng Giang Nam Đại Khu không muốn thành phố Thiên Hải chứng kiến quá nhiều cái chết. Nếu không, họ sẽ không cần phải gửi người đến xử lý cuộc khủng hoảng lần này. Sau khi nghe lời của Trương Dịch, Biên Quân Vũ bỗng nhiên bật cười. Hắn quay đầu nhìn Trương Dịch và hỏi ngược lại, ngươi nghĩ vấn đề ở thành phố Thiên Hải thực sự nghiêm trọng lắm sao, Trương Dịch không biết phải trả lời thế nào. Nghiêm trọng ư, dĩ nhiên là nghiêm trọng, một cuộc nốt loạn zombie lớn như thế có thể biến thành phố Thiên Hải thành một thành phố chết chóc, và có thể lan rộng ra các thành phố xung quanh không nghiêm trọng ư trương dịch chỉ có thể cười hỏi lại biên quân vũ tiếp tục nói đó chỉ là suy nghĩ của ngươi thôi hắn trở nên nghiêm túc nghe đây trương dịch mặc dù thành phố thiên hải rất lớn nhưng khi nhìn toàn cảnh giang nam đại khu nó chỉ là một thành phố bình thường không có gì đặc biệt trong phạm vi toàn khu mỗi ngày đều có những vấn đề mới nảy sinh dị nhân dị sinh vật không kể đến những sự kiện kỳ quái khác. Trong kỷ nguyên biến dị này, có quá nhiều tình huống mà con người khó có thể nắm bắt được. Đại khu cần giải quyết rất nhiều vấn đề, trong khi những đội điều tra như chúng ta thì có số lượng hạn chế, vì vậy, trừ khi tình hình hoàn toàn không thể kiểm soát, đại khu không thể phái đội quân lớn đến đây để trấn áp. Biên quân Vũ vỗ nhẹ vào vai Trương Dịch. Thế giới này rất rộng lớn, hơn nhiều so với thành phố Thiên Hải. Nếu một ngày nào đó ngươi đi ra ngoài thế giới ngươi sẽ thấy nơi này thực sự rất bình yên ở các khu vực nội địa trung nguyên sông hồ núi rừng lớn mới thực sự là nơi ma quỷ hoành hành ánh mắt trương dịch lấp lánh sự tò mò nhưng hắn cũng có chút do dự khi nghĩ đến việc rời khỏi thành phố thiên hải hắn lắc đầu không cần phải đi đâu xa ta thích ở nhà ở thành phố thiên hải đã rất tốt rồi biên quân vũ không nói thêm gì chỉ mỉm cười nhẹ nếu một ngày nào đó ngươi thay đổi ý định ngươi có thể liên hệ hắn định nói liên hệ với ta nhưng lời đến miệng thì dừng lại với tình trạng sức khỏe của mình bao lâu hắn còn sống cũng là một câu hỏi sau khi giải quyết xong vấn đề với nhóm zombie chúng ta sẽ nói chuyện sau thời gian trôi qua từng ngày một xung quanh bái tuyết giáo không hề xuất hiện bất kỳ con zombie nào mặt đất hoàn toàn yên tĩnh thậm chí tạo cảm giác như zombie đã biến mất khỏi thành phố thiên hải chỉ có trương dịch và nhóm của hắn hiểu rõ chúng không hề biến mất mà đang tích lũy sức mạnh chuẩn bị tấn công chết chóc vào nhân loại ở thành phố thiên hải cuối cùng vào đêm thứ năm zombie cuối cùng cũng đã đến người phát hiện sớm nhất là trạm gác của biên quân vũ chỉ có họ mới sở hữu hệ thống vệ tinh tinh vân có khả năng theo dõi thời gian thực mọi diễn biến xảy ra ở thành phố thiên hải vì thế khi đêm thứ năm đến quanh bái tuyết giáo từ ba cửa vào của tàu điện ngầm bỗng nhiên tràn ra zombie, biên quân vũ lập tức cảnh báo mọi người. Zombie tấn công. Trận chiến bắt đầu, zombie đã tới. Chúng xuất hiện từ ba cửa vào của tàu điện ngầm, đông đúc và dày đặc như kiến từ tổ, hàng loạt con kiến mà ra. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ mặt đất đã bị zombie bao phủ, và từ sâu trong tàu điện ngầm zombie vẫn tiếp tục tràn ra. Chỉ vài phút sau, quanh bái tuyết giáo đã xuất hiện khoảng 7. 8 vạn đầu zombie, trong số đó có nhiều đồng giáp thi cao gấp 2, 3 lần so với zombie thông thường, cùng với đó là đàn chuột chen lẫn trong dòng zombie ào ạt. Dù mọi người đã sẵn sàng tâm lý, nhưng khi thực sự chứng kiến cảnh tượng như vậy, họ vẫn không kìm được mà chửi thề. Biên quân Vũ và nhóm của hắn cũng đã lái xe rời khỏi bái tuyết giáo. Họ là nhóm phụ trách hành động chính, sẽ không tham gia trận chiến trực diện. Do đó, áp lực sẽ do năm đại thế lực chịu đựng và đứng vững trương dịch không chần chừ mang theo chu khả nhi đến giáo đường thánh dôn giao cô cho nguyên không dạ làm ơn hãy bảo vệ cô ấy thật tốt trương dịch nói chắc nịch với nguyên không dạ nguyên không dạ không nói gì nhưng tại cửa lớn của giáo đường luôn có hai dị nhân chuyên trách bảo vệ an ninh bên trong với sự có mặt của họ ngay cả khi zombie xuyên thủng phòng tuyến bên ngoài họ vẫn có thể giữ vững được một khoảng thời gian sau khi hoàn thành mọi việc trương dịch chạy trở về vị trí của mình ở ngoại vi bái tuyết giáo tiếng pháo đã bắt đầu nổ để chuẩn bị cho trận chiến này các thế lực lớn đã không tiếc tài nguyên ba căn cứ lớn đều đã triển khai kho dự trữ pháo hoa súng phóng lửa tại chiến trường phía sau súng thông thường không hiệu quả lắm với zombie nhưng những thứ này lại rất hữu ích miễn là là sinh vật carbon bị nổ tan thì không còn khả năng sống sót tiếng pháo ù ù vang lên từng quả pháo sáng bắn lên trời, chiếu sáng xung quanh bái tuyết giáo như ban ngày, dưới ánh sáng đó, mặt đất trở nên náo nhiệt, vô số zombie và đàn chuột tạo nên áp lực cực kỳ lớn, bung, 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 mỗi phát đại pháo có thể tiêu diệt hàng chục con zombie, tạo nên những khoảng trống trong dòng zombie. Nhưng những khoảng trống này nhanh chóng được những zombie khác lấp đầy. Chẳng bao lâu, dòng zombie đã tiến đến phòng tuyến cách đó hơn 1.000 mét đường phòng thủ thứ hai cũng được kích hoạt xung quanh toàn bộ bái tuyết giáo, ba tuyến tường lửa đã được thiết lập. Ở phía dưới, nhiều chất liệu dễ cháy đã được chuẩn bị. Khi zombie tiếp cận, những chất liệu này bắt đầu bốc cháy, do độ dày của đoàn zombie, khi tường lửa bùng lên, nó sẽ thiêu đốt liên tục hàng loạt zombie. Trương Dịch sử dụng lưỡng trọng môn để di chuyển lên vị trí cao, sau đó tiến hành ám sát zombie từ xa. Dưới chân hắn ta là 10 túi hành lý, chứa hàng nghìn viên đạn, từ góc độ cao này, hắn ta có thể nhìn thấy rõ ràng áp lực lớn mà mỗi khu vực chiến trường phải đối mặt. Mỗi phát súng của ta có thể giết chết bao nhiêu zombie nhỉ, trương dịch thở dài, rồi nâng súng ngắm lên. Phốc, hắn ta bắn một phát, và một zombie cách xa vài nghìn mét lập tức bị nổ đầu, đầu nổ tung thành một cơn mưa máu. Zombie mất đầu vẫn chưa hoàn toàn mất khả năng hành động, nhưng do không xác định được hướng đi, nó trở thành con ruồi mất đầu và nhanh chóng bị zombie khác dẫm dưới chân. Trương Dịch nhanh chóng thay đổi họng súng, liên tục nổ súng mà không hề dừng lại phốc 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 với khả năng bắn súng chính xác hắn ta mỗi hai giây có thể vô hiệu hóa một zombie làm cho nó mất khả năng chiến đấu trương dịch thay đổi họng súng dựa vào tình hình trên chiến trường ưu tiên giải quyết nhóm zombie gần nhất cảm giác này giống như hắn ta đang chơi một trò chơi phòng thủ tháp tuy nhiên áp lực từ trận chiến này không thể đơn giản hóa giải bằng một từ trò chơi trên chiến trường như thế này khả năng phát huy của trương dịch là tương đối có hạn hắn ta có thể giết chết nhiều hơn hàng trăm lần so với binh sĩ bình thường nhưng lại khó có thể một mình ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc chiến dù sao năng lực của hắn không giống như biên quân vũ hắn thiếu khả năng gây sát thương lớn trên diện rộng zombie vượt qua tường lửa dưới sự bảo vệ của súng pháo gào thét lao về phía phòng tuyến phía sau phòng tuyến chúng đối diện với súng máy hạng nặng và pháo máy súng ngắn và súng trường thông thường không thể làm gì được chúng nhưng loại vũ khí này có thể xuyên qua xe bọc thép và khi bắn vào đám zombie có thể xé nát chúng hoàn toàn hãy nhắm vào chân chúng và bắn tiêu hồng luyện với vẻ mặt nghiêm túc đứng tại tiền tuyến chỉ huy chiến đấu trong năm ngày qua xe nhân loại cũng đã chuẩn bị nhiều kế hoạch chiến đấu zombie biết phương thức chiến đấu của họ nhưng họ cũng đang cải tiến cách đánh của mình zombie không thể giết chết ư chỉ cần làm cho chúng không thể di chuyển là đủ súng máy hạng nặng phun ra ngọn lửa màu xanh lam cộc 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 họng súng hướng vào chân của nhóm zombie xông lên phía trước chỉ trong chốc lát tứ chi của chúng bị quét gãy ngã xuống mất khả năng hành động nhưng vẫn tiếp tục gầm rú và bò về phía trước tuy nhiên những zombie phía sau đã dẫm lên xác của những con trước và tiếp tục xông về phía trước đoàn zombie gia tăng tốc độ tấn công bất ngờ với tốc độ nhanh như thú dữ mỗi tuyến phòng thủ đã sẵn sàng một nhóm lớn nhân viên chiến đấu chờ đợi sự xuất hiện của chúng họ đã tiêm thuốc kích thích màu đỏ quân dụng để có thể chiến đấu lâu hơn khi thần kinh được kích thích họ không sợ đau và e ngại tử vong cũng giảm bớt mỗi người đều là nhân viên chiến đấu tinh nhuệ của từng thế lực mặc trang phục tác chiến chống đạn mạnh mẽ những bộ đồ này có thể ngăn chặn được đạn thông thường ngay cả khi chiến đấu gần gũi với zombie móng vuốt của chúng cũng khó làm tổn thương được bọn họ chỉ lo ngại là những đồng giáp thi với răng có thể cắn nát thép vũ khí của họ không phải là kiếm thông thường mà là thép tinh chiến phủ và đại khảm đao vũ khí do căn cứ thanh bồ cung cấp vô cùng sắc bén khi cầm trên tay họ có thể ngay lập tức chém bay đầu của những con zombie khi zombie vượt qua các tuyến phòng thủ đầu tiên lúc đó là thời điểm những chiến sĩ này xuất trận tuyến phòng thủ cuối cùng không nghi ngờ gì là nhóm dị nhân mạnh mẽ nhất của ngũ đại thế lực trương dịch vẫn đứng trên tòa nhà cao tầng cầm trong tay súng bắn tỉa thực hiện những phát súng chính xác nguy cấp sau mỗi lần bắn hết đạn, hắn ta lại thay đổi súng ngắm khác để tránh nóng nòng. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay chỉ vài phút, hắn đã hạ gục hơn 200 đầu zombie. Nếu đặt trong chiến trường nhân loại, đây tuyệt đối là một chiến tích kinh khủng, nhưng so với đại quân zombie hơn 10 vạn, nó chỉ là một giọt nước trong biển cả. Tuy nhiên, Trương Dịch không vội. Zombie thông thường hắn giết một cách dễ dàng, nhưng hắn thực sự quan tâm đến những đồng giáp thi tinh nhuệ trong đoàn zombie sau trận chiến trước, Trương Dịch đã hiểu rõ khả năng phòng thủ của chúng. Da và cơ bắp của chúng cứng như thép, đạn súng máy hạng nặng rơi vào chúng cũng khó gây tổn thương. Do đó, Trương Dịch đã yêu cầu Lục Khả Nhiên chuẩn bị đạn xuyên giáp đường kính lớn đặc biệt cho chúng. Kết hợp với khả năng bắn tỉa và dị năng của mình, liệu hắn có thể gây ra tác động đặc biệt hay không? Đoàn zombie nhanh chóng tiến gần tuyến phòng ngự của nhân loại. Nhân viên chiến đấu loài người, vũ trang đầy đủ, đã cầm trong tay chiến phủ và khảm đao, hét lớn và lao vào trận chiến những đồng giáp thi khổng lồ cũng từ từ tiến lên vẫn đang đứng sau lưng đoàn zombie số lượng đồng giáp thi không nhiều so với hàng vạn zombie thông thường chỉ có khoảng vài trăm con nhưng mỗi con đồng giáp thi đều có sức chiến đấu không thua kém dị nhân khi nhìn thấy chúng tiêu hồng luyện cảm thấy tê dại da đầu cô nhớ rõ chính những con quái vật này đã xé nát động hổ thuộc hạ của mình có nhiều đồng giáp thi như vậy làm sao chúng ta chiến đấu đây Gia các Thanh Đình kinh ngạc nói. Hắn ta từng nghĩ rằng số lượng đồng giáp thi cực kỳ ít. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện đến vài trăm con, tiêu hồng luyện, với đôi lông mày dựng thẳng, quát lớn, sợ cái gì, đến bao nhiêu chúng ta sẽ giết bấy nhiêu, đến bây giờ, không còn đường lui, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Dù zombie và số lượng đồng giáp thi vượt quá tưởng tượng, họ cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Zombie tác chiến rất thông minh, trước tiên dùng những con thú lớn và zombie thông thường để tiêu hao lực lượng của nhân loại đồng giáp thi tương đương với lực lượng tinh nhuệ của zombie lại được giữ lại phía sau nhưng chúng không biết trên tòa nhà cao tầng trương dịch đã chọn chúng là mục tiêu săn đuổi của mình hắn ta thay đổi sang một khẩu súng bắn tỉa nặng nề với đạn đặc chế đã được nạp sẵn trương dịch dựa vào ban công nhắm vào một đồng giáp thi khổng lồ với đầu hình tam giác mục tiêu của hắn là mắt của nó cho ta một chút niềm vui nào phanh Tiếng súng bắn tỉa phản khí tài vang vọng ở phía sau chiến trường. Viên đạn đặc biệt chế tạo từ vật liệu đặc biệt của dị nhân hệ không gian mạnh nhất thành phố Thiên Hải, mạnh mẽ xuyên vào đầu đồng giáp thi, với lực va chạm cực lớn, nó đã khiến đồng giáp thi ngã ầm xuống đất. Sức phòng ngự của xương đầu đồng giáp thi quả thực đáng kinh ngạc, viên đạn không thể xuyên qua hộp sọ của nó, tuy nhiên, khi viên đạn năng lượng cao xâm nhập vào hộp sọ, nó bắt đầu thiêu đốt não của đồng giáp thi. Đồng giáp thi rõ ràng khác biệt với zombie thông thường. Chúng có ý thức riêng. Có thể nói, chúng không giống với zombie thông thường, có sinh mệnh độc lập của mình. Con đồng giáp thi này có sức sống kinh ngạc, nó gào thét trong đau đớn, quét bay hàng chục zombie xung quanh trước khi cuối cùng chết đi. Trương Dịch nhìn thấy cảnh này, nụ cười khóe miệng rõ ràng. Quả nhiên, thành công, sau lần gặp khó khăn với đồng giáp thi trước đó, Trương Dịch trở lại nơi ẩn náu và dành nhiều thời gian chuẩn bị cho lần chiến đấu tiếp theo dựa vào thông tin từ lương duyệt và vưu đại thúc hắn cũng đã hiểu rõ về khả năng phòng thủ của đồng giáp thi sau đó hắn thực hiện các thí nghiệm dựa trên thông tin này để nâng cao khả năng tấn công lén lút cú bắn vừa rồi mạnh đến mức thậm chí một chiếc xe tăng cũng bị hắn xuyên thủng lớp giáp bên ngoài quả nhiên công sức của hắn đã được đền đáp vậy thì tiếp tục nào trương dịch biết rằng đồng giáp thi tạo ra mối đe dọa lớn nhất cho lực lượng nhân loại vì thế hắn bắt đầu chuyên tâm ám sát những đồng giáp thi ẩn nấp trong đám zombie vì chúng to lớn hắn không cần phải cố gắng tìm kiếm trương dịch thay đổi họng súng chuyên chú vào việc bắn vào mắt đồng giáp thi phanh 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 dưới tiếng súng bắn tỉa phản khí tài vang dội ánh sáng của đạn lưu quan cắt ngang bầu trời đêm khiến mỗi đồng giáp thi một sau một ngã xuống mà không kịp nhận ra tình hình cảnh tượng ấy rơi vào mắt các thế lực lớn chỉ một giây trước họ còn sợ hãi trước sự xuất hiện của đồng giáp thi, nhưng dây sau, họ bàng hoàng phát hiện đồng giáp thi bị hạ gục bởi người đàn ông kia. Thật không ngờ là có thể bắn giết đồng giáp thi theo kiểu như vậy. Ai là người đã làm điều này, họ quay lại theo hướng đạn đến, và thấy hình ảnh của Trương Dịch đang cầm súng bắn tỉa trên tòa nhà cao tầng. Tiêu Hồng Luyện và Ngụy Định Hải đều ngạc nhiên. Đây chính là sức mạnh thực sự của Trương Dịch sao, họ không khỏi nhớ lại cuộc chiến của năm quân trước đây, nơi trương dịch cũng đã một mình gây ra rắc rối lớn, khiến họ không dám lộ mặt. Và lần này, sức mạnh mà trương dịch phát huy dường như còn mạnh mẽ hơn trước. Trương dịch, đúng là một người đàn ông đáng sợ. Tiêu hồng luyện không nhịn được thì thầm. Ngụy định hải cũng cảm khái, sau này vẫn nên tránh xung đột với hắn ta. Nếu không, có thể một ngày chúng ta cũng sẽ bị hắn ta âm thầm hạ gục. Nhưng bây giờ, trương dịch là đồng minh của họ. Việc đồng giáp thi mạnh mẽ bị Trương Dịch hạ gục từng con một đã tạo động lực lớn cho tinh thần chiến đấu của quân đội Liên Minh. Trương Dịch đã cho họ thấy rằng những quái vật tưởng chừng không thể chiến thắng cũng có thể bị đánh bại. Sự e ngại của các binh sĩ đối với đồng giáp thi đã giảm bớt và họ lao lên chiến đấu với đoàn zombie với tinh thần mãnh liệt. Dị nhân trên tuyến phòng ngự đầu tiên đã bắt đầu hành động. Trên các tuyến phòng ngự, hàng ngàn chiến sĩ như những bó rơm, dường như yếu ớt trước đại quân zombie hàng vạn mạng nhưng chính đám rơm yếu ớt ấy lại kiên cường ngăn chặn bước tiến của zombie bên phía hình thiên hắn ta cưỡi trên lưng một con ma lang demon wop cao lớn với vẻ mặt kiên cường như kim loại không thể phá vỡ ánh sáng trắng bắt đầu tỏa ra từ thân thể bất khuất của hắn lan tỏa khắp cơ thể và đến tất cả các nhân viên chiến đấu phía sau hắn hình thiên quân đoàn năng lực này lan tỏa khắp các nhân viên chiến đấu mang lại tinh thần chiến đấu và sức mạnh lớn thân hình họ thậm chí có thể thấy được sự biến đổi rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn, dũng mãnh hơn, tinh thần và thể chất đều tăng cấp đáng kể, Z. Họ cầm chiến phủ khổng lồ, ngước mặt lên trời và hét lớn, tiếng hét của họ thậm chí còn lớn ác được tiếng gầm của zombie. Hình thiên, tay phải cầm một chiếc chiến phủ lớn hơn thân hình mình, từ trên lưng ma lan nhảy lên, đập mạnh vào đám zombie, chiến phủ lớn quật mạnh, tạo ra cơn phong bạo, chẻ hàng chục zombie làm đôi, khi thủ lĩnh dẫn đầu, những người khác không thể để mình tụt lại phía sau, họ cũng lao vào chiến đấu với zombie và con ma lan khổng lồ cũng nhảy vào đám zombie phun ra hơi lạnh cực lớn đóng băng một khu vực lớn zombie thành tượng băng với cú vung mạnh của nó những tượng băng đó vỡ vụn thành mảnh trong ngũ đại thế lực chỉ có căn cứ thanh bồ với những anh hùng nhiệt huyết dám chiến đấu theo cách này với zombie nếu nói về nơi nào chịu áp lực nhỏ nhất ngoài dự đoán đó chính là căn cứ của triêu vũ xét về thực lực Họ không hẳn là một trong năm lực lượng mạnh nhất trong bóng tối. Đặc biệt, sau trận chiến của năm quân, sức chiến đấu của họ đã giảm đi một nửa, tuy nhiên, trên chiến trường đầy bão tuyết, Ngụy Định Hải, lãnh chúa của băng và tuyết, thực sự quá mạnh mẽ. Có thể ta không giỏi trong các cuộc chiến đối kháng, nhưng trên lãnh địa băng tuyết, ta chính là vương, Ngụy Định Hải, phủ đầy giáp băng sương, giơ cao hai tay. Trước mặt hắn, trong phạm vi vài ngàn mét, lớp băng tuyết dày hàng chục mét dưới mặt đất bỗng nhiên vỡ vụn ầm ỉ, hàng ngàn zombie, không kịp phản ứng, lập tức rơi xuống hố tuyết, bị vùi lấp dưới tuyết dày. Với năng lực của Ngụy Định Hải, việc tiêu diệt những tên tạp binh đơn giản đến không ngờ. Mặc dù những zombie này không thể bị giết chết, nhưng mục đích của họ tối nay rất rõ ràng, làm chậm tiến trình tấn công của quân địch, tạo cơ hội cho đội điều tra tận dụng thời gian. Ngụy Định Hải điều khiển chiến trường bằng hai tay, làm bùng nổ từng mảng lớn băng tuyết. Phong thái của hắn như một nhạc trưởng tài ba, khiến toàn bộ lãnh địa băng tuyết theo động tác tay hắn nhảy múa một cách nhẹ nhàng và lộng lẫy. Lớp đất tuyết đã cứng chắc bị phá vụn lần nữa, dễ dàng gây ra sự sụp đổ. Thêm vào đó, mật độ zombie cực kỳ dày đặc. Chúng rơi vào bên trong đất tuyết, cuồng loạn dãy dụa, và trong thời gian ngắn không thể nào thoát ra. Trên chiến trường, những đồng giáp thi vốn được xem là nguồn sát khí lớn của một đại quân zombie lại bị trương dịch sẵn sàng chuẩn bị và ám sát từng cái một điều này đã giảm áp lực đáng kể cho liên quân nếu không chỉ để đối phó với những đồng giáp thi này sức chiến đấu ngang với dị nhân liên quân đã phải hy sinh một số lượng lớn sinh mạng cuộc chiến tiếp theo mặc dù vẫn còn nguy hiểm nhưng ít nhất tình hình đã có thể được duy trì ổn định trong lúc chiến đấu trương dịch lại nảy sinh một thắc mắc phòng thủ của bái tuyết giáo quá đơn giản hầu như không có gì cả họ không có tường cao không có lưới sắt chỉ dựa vào đám giáo chúng không sợ chết và số lượng lớn dị nhân làm sao họ có thể tồn tại trong thời gian dài mà không bị đạo quân zombie tiêu diệt hết thật là khó hiểu trương dịch vừa nói vừa thay đổi nòng súng tiêu diệt một đồng giáp thi khác trong đại quân zombie với mười mấy vạn zombie số lượng thật sự quá lớn hắn ta liên tục tiêu diệt mười mấy đồng giáp thi nhưng đối phương không thể phối hợp với nhau, nên không thể tạo ra phòng thủ hiệu quả. Với số lượng quá lớn, chúng chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh đơn giản. Có lẽ mệnh lệnh đó chính là giết sạch tất cả mọi người ở đây, các lực lượng ngũ phương tiếp tục chặn đứng cuộc tấn công của tại quân zombie ngay từ phía trước. Trong khi đó, biên quân vũ và nhóm của hắn ta lại tiếp tục như lần trước, lẻn vào phía sau đại quân zombie. Họ quan sát từ xa, sử dụng vệ tinh để theo dõi động tĩnh của zombie số lượng zombie xuất hiện không ngừng từ hầm điện ngầm rất nhanh chóng đã lên đến mười mấy vạn và thậm chí vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng có bao nhiêu người trong nhóm kia thế chẳng lẽ thật sự có hơn một triệu người à khổng sanh lo lắng nói họ có thể chống trả lại cuộc tấn công của thi triều lâu không nhỉ ngô địch với vẻ mặt lạnh lùng và ôm cánh tay nói đừng lo vì mạng sống họ chắc chắn sẽ chiến đấu đến cùng miễn là họ giúp chúng ta kiếm được thời gian giải quyết thi vương dưới lòng đất thì dù họ có bị tiêu diệt hết cũng không thành vấn đề gì cả ngô địch không quan tâm đến sinh mạng của những người ở thành phố thiên hải hắn ta chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ của mình ngăn chặn sự mở rộng của thi nhóm và ngăn chúng lan rộng ra các khu vực xung quanh đó mới là điều quan trọng nhất đối với họ và khu vực giang nam số phận của ít người không quan trọng trong bối cảnh lớn hơn này biên quân vũ không phản đối ngô địch mà chỉ đứng đó với kính mát và vẻ mặt lạnh lùng quan sát phía trước không biết sau bao lâu trong hầm đường sắt điện ngầm sâu thẳm đã không còn thấy bóng dáng của zombie nào hắn nhìn về phía xa nơi những đám zombie đen đặc đang tập trung về phía trại của bái tuyết giáo sau đó biên quân vũ nói đi thôi đã đến lúc chúng ta hành động dù thi triều trên mặt đất rất đáng sợ nhưng họ biết rằng dưới lòng đất số lượng zombie cũng không hề ít những con khỉ lông trắng thông minh kia rất sợ chết và sẽ giữ lại một lực lượng mạnh để bảo vệ mình vì vậy dù lời của ngô địch có vẻ khó nghe thực tế nhiệm vụ của họ mới là nguy hiểm nhất biên quân vũ và nhóm của mình tiếp tục tiến vào đường hầm để mạnh tư vũ sử dụng năng lực của mình để kiểm tra tình hình bên trong sau đó mới từ từ tiến lên sau khi mạnh tư vũ kiểm tra hắn ta đưa ra kết luận phía dưới còn có một số thi nhóm cực kỳ đáng sợ cùng với không ít zombie mặc áo giáp Biên quân Vũ Lạnh lùng nói, đây là một cái bẫy, chúng, sau khi đã bị thua một lần, biết rằng chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật này. Vì vậy, những sinh vật chết tiệt này cũng đang lên kế hoạch chống lại chúng ta. Thi vương học hỏi với tốc độ khiến người ta phải kinh hãi. Có vẻ như trí thông minh của chúng không khác biệt nhiều so với con người. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Bách Lý Trường Thanh hỏi. Nếu như số lượng zombie dưới lòng đất quá lớn, việc chỉ có 7 người trong nhóm họ lao vào sẽ rất nguy hiểm. Điểm then chốt là, nếu không giết được thi vương, thì mọi nỗ lực đêm nay đều trở nên vô ích. Chờ đã, biên quân vũ nói một cách nghiêm túc. Hãy để cho họ tiếp tục chống trả, thu hút thêm nhiều zombie nữa đi, như vậy, đội của 7 người này không vội vàng hành động, mà tiếp tục quan sát. Áp lực không ngừng tăng lên cho đoàn liên quân bên này. Mặc dù trương dịch hỗ trợ từ xa bằng súng bắn tỉa, nhưng số lượng của zombie thì quá đông. Ước lượng sơ bộ, đã có hơn 200. Không 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 zombie xuất hiện trên chiến trường, điều này còn chưa tính đến những con cự thú đáng ghét. Tình hình chiến đấu càng trở nên khốc liệt, zombie ngã xuống như lúa mạch bị gạch. Số thương vong trong binh lính của bên nhân loại cũng bắt đầu tăng lên đáng kể. Do sự chênh lệch về số lượng quá lớn và khả năng phá vỡ phòng thủ của cự thú, việc này đã gây ra rất nhiều phiền toái cho các binh sĩ. Nếu không nhờ vào sự hỗ trợ của một lượng lớn dị nhân, tuyến phòng thủ yếu ớt này cũng không thể tồn tại quá 5 phút. Trương Dịch nhìn thấy tình hình hiện trường, đã điều động Lương Duyệt, Vưu Đại Thúc và Từ Béo đến hỗ trợ những điểm yếu. Còn Hoa Hoa, như thường lệ, ở lại bên cạnh Trương Dịch. Ở một khía cạnh nào đó, Hoa Hoa là vệ sĩ đáng tin cậy nhất của Trương Dịch. Nó có khả năng chiến đấu cận chiến mạnh mẽ, di chuyển linh hoạt và khả năng phòng thủ ngang ngửa với xe tăng. Với sự có mặt của nó, Trương Dịch không lo lắng về việc bị tấn công bất ngờ. Hơn nữa, việc chạy trốn cũng trở nên dễ dàng hơn. Trương Dịch không chỉ đơn thuần dùng toàn bộ lực lượng vào chiến đấu với Thi Triều. Điều quan trọng nhất hắn ta phải đảm bảo là sự an toàn của nhóm mình. Trong giáo đường, Nguyên không dạ đứng trước hình tượng Chúa Di Sớt đang đau khổ, hai tay nắm chặt, thì thầm những lời cầu nguyện. Tiếng la hét và tiếng súng pháo từ bên ngoài truyền vào đây rất rõ ràng những giáo đồ trốn trong giáo đường có vẻ lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt của họ tuy nhiên nguyên không dạ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường dường như mọi chuyện bên ngoài không ảnh hưởng đến cô chu khả nhi ngồi trên ghế trong giáo đường bên cạnh cô là một hộp thuốc dù không tin vào đạo cô cũng gỗi thần nếu ngài thực sự tồn tại xin hãy bảo vệ trương dịch và những người khác an toàn cô chắp tay và thì thầm nhẹ nhàng bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trên đầu cô chỉ có những tín đồ trung thành nhất mới nhận được sự phù hộ của thần linh chu khả nhi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh lùng và sáng ngời của nguyên không dạ cô cảm nhận được sức mạnh hút hồn từ ánh mắt của nguyên không dạ khiến người ta muốn chìm đắm vào đó chào ngươi ngươi khỏe không chu khả nhi mỉm cười chào hỏi lấy ánh mắt mình ra khỏi cái nhìn chăm chú của nguyên không dạ nguyên không dạ nhìn sâu vào cô bất ngờ nói ngươi có phải là đang cảm thấy buồn và lo lắng vì không thể giúp đỡ người đàn ông của mình không chu khả nhi hơi bối rối khi tâm sự của mình bị phơi bày cô vén tóc sau cổ và cười nói có lẽ có một chút ta là bác sĩ chỉ có thể làm việc ở hậu phương ta không thể cùng hắn chiến đấu trên chiến trường giọng nói của nguyên không dạ chứa đầy sự quyến rũ vang lên có thể ngươi cũng có tiềm năng trở thành một dị nhân câu nói này khiến trái tim chu khả nhi đập mạnh việc trở thành một dị nhân là điều cô khao khát vô cùng dù cảm giác này chưa rõ ràng nhưng kể từ khi dương mật thức tỉnh dị năng khát vọng của cô về dị năng càng trở nên mạnh mẽ trước kia cô cũng là một người phụ nữ độc lập và tự chủ với gia thế tốt và giáo dục xuất sắc cô đã tạo dựng được chút danh tiếng trong lĩnh vực y học trở thành y sĩ trưởng tại bệnh viện nhân dân hàng đầu ở thành phố thiên hải chỉ bằng chính sức lực và nguồn lực gia đình nhưng bây giờ thì sao cô cảm thấy vị trí của mình bên cạnh trương dịch ngày càng trở nên mờ nhạt đó là sự thật mà cô không muốn chấp nhận dù cho là trương dịch luôn đối xử tốt với cô cô biết hắn không phải là người đặt tình cảm lên hàng đầu nếu một ngày nào đó cô bị người khác xuất sắc hơn thay thế khoảng cách giữa cô và trương dịch chắc chắn sẽ ngày càng xa cô nhận ra mình cần suy nghĩ trương dịch luôn tiến bộ còn cô thì sao tâm sự của chu khả nhi bị nguyên không dạ phơi bày khiến ánh mắt của cô chợt lóe lên tuy nhiên do lời nhắc nhở của trương dịch về bái tuyết giáo chu khả nhi tỏ ra khá lạnh nhạt với lời nói của nguyên không dạ thật sao đây là lần đầu tiên ta nghe ai đó nói như vậy cô lịch sự cười nhưng nguyên không dạ lại thân mật vuốt ve khuôn mặt của cô đừng coi thường tiềm năng của mình đôi khi điều ngươi thiếu chỉ là một cơ hội. Hãy tin vào bản thân, ngươi có tiềm năng trở thành dị nhân. Trong lòng Chu Khả Nhi bắt đầu sao động. Đúng vậy, cô có lẽ thực sự có tiềm năng trở thành dị nhân. Trước đây, cô cũng cho rằng để trở thành dị nhân, điều kiện là rất khắc nghiệt, cần phải dùng mạng sống để thử nghiệm. Nếu thất bại, đó là cái chết, và cô không có can đảm như vậy. Nhưng sự xuất hiện của băng phách đã mở ra cho cô một hướng đi mới nguyên không dạ nhìn chằm chằm vào chu khả nhi ánh mắt trong trẻo và lạnh như băng của cô ấy mang theo một sức hút khó tả chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy người ta sẽ cảm thấy bị một lực lượng mạnh mẽ áp đảo không tự chủ muốn tuân theo mệnh lệnh của cô ấy chúng ta hiện tại rất cần sức mạnh người đàn ông của ngươi cũng cần sự giúp đỡ từ ngươi chu khả nhi ta có thể giúp ngươi trở thành dị nhân ngươi có muốn nhận lấy cơ hội này không nguyên không dạ nói trái tim chu khả nhi đập nhanh hơn cô biết rằng người phụ nữ trước mắt có khả năng giúp người khác thức tỉnh dị năng nhưng cô cũng biết rằng người này rất bí ẩn nên cũng không thể dễ dàng mà tin tưởng được chu khả nhi chỉ do dự vài giây rồi lòng cô trở lại bình tĩnh cảm ơn nhưng ta không cảm thấy mình thực sự cần điều đó chu khả nhi hiếp mắt nhẹ nhàng mỉm cười với nguyên không dạ thấy vậy trong mắt nguyên không dạ thoáng qua vẻ thất vọng không sao ngươi có thể suy nghĩ kỹ hơn khi ngươi thay đổi ý kiến hãy tìm ta phúc lành của thần linh là một cơ duyên không phải ai cũng có cơ hội nhận được nói xong nguyên không dạ quay mình đi chỗ khác tiếp tục cầu nguyện trước bức tượng ở phía sau giáo đường trên một chiếc ghế lý kiếm và gia đình cùng với từ bội bội ngồi đó họ không phải là nhân viên chiến đấu nhưng lại là thành viên quan trọng của bái tuyết giáo nên họ có quyền được vào đây để nhận sự bảo vệ lý khải nhạc không muốn đối mặt với nguyên không dạ người đã cướp đi hạnh phúc của hắn hắn cảm thấy hận thù và lo sợ vì thế hắn đã luôn bọc mình trong chiếc chăn lông từ bội bội ngồi bên cạnh hắn nắm tay hắn im lặng động viên hắn tiếng ồn từ chiến đấu ở bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng rên rỉ của thi triều và đàn chuột lớn cũng gây ra âm thanh khiếp sợ dù che tai vẫn cứ vang vọng trong đầu nhưng điều duy nhất họ có thể làm bây giờ, chỉ là cầu nguyện cho lực lượng vũ trang đang chống chọi ở phía trước giành chiến thắng. Ở ngoại ô bái tuyết giáo, chiến trường bước vào giai đoạn ác liệt. Không còn chỗ cho sự tưởng tượng, phương thức tấn công của đoàn thi triều chỉ có một, đó là dùng số lượng tiến lên áp đảo, hơn 200. Không 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 zombie tạo thành một đại quân, bao vây toàn bộ khu vực của bái tuyết giáo, từ mọi hướng bắt đầu cuộc tấn công dữ dội, nhưng phe nhân loại lại dựa vào tất cả các phương tiện để phòng thủ. Hỏa lực, bẫy, dị năng, chiến đấu bằng tay không, mọi phương pháp đều được sử dụng hết. Họ biết rằng không thể rút lui, trận hình đã trở nên yếu ớt, họ bị bao vây mà không còn đường thoát. Chỉ còn cách chiến đấu đến chết, kéo dài thời gian cho biên quân vũ và nhóm của mình hoàn thành hành động trảm thủ trừ căng, trên chiến trường, máu và thịt bắn tung tóe khắp nơi, những zombie dù bị chém nát, nhưng ngay cả khi chỉ còn nửa thân người cũng vẫn cố gắng bò về phía trước. Binh sĩ nhân loại với vũ khí tốt có thể tiêu diệt hàng trăm zombie mỗi người. Nhưng chỉ cần sơ suất, họ sẽ bị đám zombie lớn bao vây. Dù zombie không thể cắn qua trang phục bảo hộ, nhưng với số lượng lớn, chúng có thể nghiền nát người. Chưa kể đến những cự thú có khả năng phá hủy. Trương Dịch từ tầng cao của một tòa nhà, thực hiện việc tiêu diệt hầu như tất cả các đồng giáp thi khả năng tấn công mạnh mẽ của hắn trên chiến trường càng khiến người ta sợ hãi. Có thể nói, một mình hắn đã giảm bớt ít nhất một phần ba áp lực cho liên quân, nếu không, những đồng giáp thi kia một khi tham gia trận chiến, sẽ nhanh chóng làm sụp đổ phòng tuyến nhân loại, chỉ trong vòng 20 phút, liên quân vừa đánh vừa lui. Mỗi lần lui, họ lại chuẩn bị nhiều cạm bẫy, chôn các vật liệu đốt cháy và thuốc nổ, tiêu diệt một lượng lớn zombie. Vòng phòng thủ càng ngày càng thu hẹp, tỷ lệ thương vong đã lên đến 30, tiêu hồng luyện cắn răng liên lạc với biên quân vũ chúng ta bên này sắp không chịu đựng nổi nữa các ngươi bên kia thế nào biên quân vũ lạnh lùng như băng nói chúng ta sắp tìm ra thi vương rồi hãy kiên trì thêm một chút nữa chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi sau khi nhận được tin tức này liên quân tràn đầy hy vọng tiếp tục kiên cường chống đỡ trong khổ đau tuy nhiên sau khi kết thúc cuộc đối thoại biên quân vũ không hề thâm nhập vào lòng đất như mọi người nghĩ mà vẫn đứng ở bên ngoài, chờ đợi sự xuất hiện của lượng lớn zombie. Trong cuộc chiến quy mô lớn của thi triều, biên quân Vũ quyết tâm không để thi vương làm cho kế hoạch thất bại trong trận chiến này. Vì vậy, miễn là Trương Dịch và nhóm của hắn ta kiên trì đủ lâu, thi vương chắc chắn sẽ phái thêm nhiều zombie để hỗ trợ. Cuộc chiến giữa họ sẽ là cuộc so tài ai kiên nhẫn hơn. Hơn nữa, thi vương không thể kết luận rằng đây là một cái bẫy. Chỉ cần có cơ hội Biên quân Vũ và 7 người trong nhóm sẽ có cơ hội thực hiện kế hoạch của họ. Trận chiến phía trước vẫn còn đang diễn ra rất khốc liệt, Lương Duyệt cùng Vưu Đại Thúc và Từ Béo, coi như một đội hành động đặc biệt, hỗ trợ các phía. Vũ khí của Lương Duyệt là một thanh long minh, may mắn được chế tạo từ kim loại Adamati, nếu không, việc chặt chém zombie đã sớm trở nên bất khả thi. Cô như một cơn bão hình người, lôi kéo khắp nơi giữa đám zombie, với những đợt tấn công mãnh liệt, mỗi nhát chém có thể xé nát hàng chục zombie, Vưu Đại Thúc với sức phòng thủ mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với số lượng lớn zombie, chủ yếu dựa vào hai khẩu súng máy gác linh khổng lồ để tiêu diệt chúng. Tin tức tốt duy nhất là Trương Dịch và nhóm của hắn ta có đạn dược rất phong phú. Lúc này, từ béo phát huy tác dụng ngược lại rất lớn. Năng lực, suy tuyết, của hắn là một dạng dị năng mạnh mẽ, đặc biệt trong việc kiểm soát không gian. Mặc dù không mạnh mẽ như ngụy Định Hải với, băng tuyết lãnh chúa, nhưng về năng lực khống chế, Ngụy Định Hải cũng không thể sánh bằng hắn. Điều này chính là, sức có sở đoạn, thống có sở trường. Chỉ với sức một mình, từ béo có thể bao phủ khu vực vài km xung quanh bằng băng tuyết, làm chậm đáng kể tốc độ di chuyển của zombie. Điều này tạo cơ hội tốt để nhóm của họ tiêu diệt zombie. Dù số lượng ít, đội hình của trương dịch vẫn hoạt động mạnh mẽ trên chiến trường, không hề thua kém bất kỳ nhóm nào khác, thậm chí còn hơn. Chỉ trong chớp mắt, nửa giờ đã trôi qua mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò khủng khiếp mang lại cảm giác tuyệt vọng nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến cùng với đám zombie của thi triều trong cuộc chiến điên cuồng này sự tấn công của zombie dần bị kéo dài và trở nên chậm chạp mặc dù số lượng của chúng không thay đổi nhưng với vòng phòng thủ ngày càng thu hẹp chúng càng ngày càng khó tấn công vào đến thời điểm này những người của giáo hội trong khu vực bình thường bắt đầu gặp thương vong phòng thủ càng trở nên chặt chẽ nhưng cuối cùng vẫn có một số zombie lọt qua lưới thêm vào đó không ai còn tâm trí để quan tâm đến sống chết của những giáo chúng bình thường này dù bái tuyết giáo đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng di dời họ đến những tòa nhà cao tầng và nơi sâu trong tàu điện ngầm nhưng những zombie này và những quái vật khác vẫn rất nhạy cảm với mùi của người sống một số ít zombie đã xâm nhập vào nơi ẩn náu của bái tuyết giáo ở đó không có nhân viên vũ trang mạnh mẽ để chống trả chỉ cần ba, bốn con zombie đã đủ để nhanh chóng giết sạch một tầng lầu đầy giáo đồ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, họ vùng vẫy chạy đến cửa sổ, cầu cứu từ các binh sĩ vũ trang từ bên ngoài. Tiêu hồng luyện và nhóm của hắn ta không thể làm gì hơn là bỏ ngoài tai tiếng cầu cứu này. Bởi vì họ không có khả năng để giải cứu, thậm chí tự vệ cũng khó khăn. Ngay cả trịnh giật tiên và một số người khác cũng chỉ có thể thở dài, hồi quy thần quốc A, sau đó, họ không còn thấy bóng dáng của những người này nữa lúc này họ đang tập trung ngăn chặn zombie phía trước dùng hết sức mình nếu họ lại phân tán quân để giải quyết những nhóm zombie rải rác ở phía sau cả tuyến phòng thủ sẽ sụp đổ trương dịch nhìn thấy mười mấy con zombie tiến vào hắn ta nhíu mày do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đổi súng và tiêu diệt từng con một hắn ta không quá quan tâm đến sống chết của những người thuộc bái tuyết giáo hiện giờ Tình hình không cho phép hậu phương rơi vào tình trạng hỗn loạn quy mô lớn. Sự hoảng loạn của giáo chúng bình thường có thể ảnh hưởng đến đội ngũ chiến đấu ở tiền tuyến. Tuy nhiên, số lượng zombie đột phá phòng tuyến ngày càng tăng. Vì cuộc chiến đã chuyển sang giai đoạn chiến đấu cận chiến. Đã 40 phút, tình hình bên kia ra sao rồi, Tiêu Hồng Luyện cùng Hình Thiên và một số người khác bắt đầu nóng lòng. Họ đã nói là sẽ kiên trì trong nửa giờ. Vậy mà tại sao zombie vẫn tấn công dữ dội như vậy? Dưới lòng đất, số lượng zombie cũng rất lớn. Các ngươi hãy kiên trì thêm 10 phút nữa, chúng ta sẽ sớm giải quyết hết chúng. Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của biên quân vũ khiến tiêu hồng luyện và nhóm của hắn ta phần nào bực bội. Nhưng hiện tại, họ chỉ có thể chọn tin tưởng bọn họ. Khi vòng chiến ngày càng thu hẹp, khu vực ẩn náu của những giáo chúng bình thường cũng chỉ còn là nơi bị bỏ rơi. Nhưng đó cũng là một điểm tốt. Zombie luôn hướng về phía người sống, chúng vô cùng nhạy cảm với mùi của con người. Nơi tập trung đông đảo giáo đồ thu hút phần lớn zombie tiến tới. Như vậy, áp lực chiến đấu của binh sĩ cũng giảm bớt đáng kể. Thậm chí có thể nói, ngay từ đầu, những người này đã là mồi nhữ trong kế hoạch của biên quân vũ. Để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt zombie, mọi hy sinh đều được xem là cần thiết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi tại bái tuyết giáo khi mất đi sự bảo vệ của binh sĩ giáo chúng đối mặt với zombie và đàn chuột hung hãn không hề có chút sức đề kháng nào rất nhanh họ trở thành thức ăn của zombie và đàn chuột đúng lúc trương dịch thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng có thể kéo dài thời gian chiến đấu bên cạnh hắn hoa hoa bỗng nhiên trở nên cảnh giác dựng tay lên và lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén trong tay trương dịch súng được nâng lên hắn ta liên tục ám sát kẻ địch từ mọi hướng từ vị trí trên cao hắn ta nhận thấy rằng bất kỳ kẻ địch nào cố gắng tiếp cận đều không thể trốn thoát khỏi tầm mắt của mình. Tuy nhiên, hắn đã bỏ sót một hướng. Mèo ô hoa hoa bên cạnh bất ngờ gào thét lớn, sau đó nhanh chóng phình to, che chắn trước thân Trương Dịch. Trương Dịch hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao hoa hoa lại phản ứng như vậy. Nhưng chỉ trong nửa giây, hắn liền nhận ra rằng chắc chắn có kẻ đang tiếp cận mình, hô một cơn gió thổi qua, hoa hoa đột một bay vút lên, hướng vào không trung, Trương Dịch ngước nhìn, Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử hắn co lại không kiềm chế được, trong bóng đêm, xuất hiện hơn 10 sinh vật có cánh giống con người. Cánh của chúng giống như dơi khổng lồ, cơ thể lại mảnh mai, thon dài. Đó là hơn 10 đồng giáp phi thi có cánh, lại là một loại sản phẩm mới ư? Những thứ đồ chơi này được giấu kỹ quá mà, Trương Dịch với ánh mắt sắc bén, dõi theo bầu trời. Hoa Hoa đã đối đầu với một đồng giáp phi thi và đẩy nó về phía mái nhà những phi thi khác đang lao về phía trương dịch trương dịch không hề hoảng loạn mở ra một cánh cửa không gian khổng lồ trước mặt và nhanh chóng bắn ra hai đồng giáp phi thi không kịp phòng bị lao vào cánh cửa không gian một trong số đó bị trương dịch ám sát ngay lập tức những phi thi còn lại nhìn thấy vậy nhanh chóng xoay trên không chúng đang tìm kiếm cơ hội hy vọng sẽ giải quyết được trương dịch vì phần lớn đồng giáp thi trên mặt đất đã bị trương dịch xử lý nên chúng đã sớm để ý đến hắn lên kế hoạch hạ gục trương dịch may mắn thay Trương Dịch có bảo tiêu, không để cho chúng cơ hội tấn công bất ngờ. Trên tầng cao nhất, tiếng rống của đồng giáp phi thi bị tiếng kêu của hoa hoa ác đi. Mèo ô. ô, hoa hoa, với móng vuốt sắc nhọn, điên cuồng nắm bắt và xé nát thân thể sắt thép của kẻ địch, phá hủy chúng thành từng mảnh nhỏ. Một đồng giáp phi thi bị hoa hoa sờ sờ xé nát, không còn cách nào sống sót. Nhìn thấy cảnh tượng này, mười mấy đồng giáp phi thi còn lại trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ dù chúng bay nhanh trương dịch không thể nhắm bắn cho chính xác nhưng ở khoảng cách này sức mạnh của trương dịch đủ để ám sát được chúng và phạm vi phòng ngự của lưỡng trọng môn cũng rất rộng lớn nếu không thể đánh bại chúng chỉ cần chạy trốn do đó hắn cũng không hề sợ hãi tuy nhiên những đồng giáp phi thi này rõ ràng có sự e dè do dự một lúc rồi đột một bay về các hướng khác chúng hướng đến liên quân để tấn công nguy hiểm trương dịch nhanh chóng thông báo qua tần số liên lạc có đồng giác phi thi biết bay ở trên cao. Cảnh giác cao độ, những phi thi này bay nhanh quá, và đã chuẩn bị phòng ngự chống lại trương dịch, khiến việc ám sát chúng trở nên khó khăn. Chúng tấn công từ trên không, mang lại mối đe dọa lớn cho liên quân. Mặc dù có cảnh báo từ trương dịch, chúng vẫn nhanh chóng hạ gục số lượng lớn binh sĩ. Thêm vào đó, trương dịch từ trên cao nhìn thấy ở phía xa, một đoàn lớn zombie đang tiến về phía này. Số lượng ít nhất phải lên đến mười mấy vạn, tình hình này thật sự rất khó biên quân vũ chỉ còn dựa vào các ngươi trương dịch hít sâu một hơi lần đầu tiên zombie tấn công đã khiến cho phòng tuyến của họ gần như sụp đổ giờ đây lại xuất hiện đồng giáp phi thi cùng đợt zombie thứ hai với sức mạnh hiện tại của liên quân họ không thể dọn sạch những zombie này chỉ khi biên quân vũ hoàn thành thành công hành động trảm thủ mới có cơ hội nếu không trương dịch chỉ có thể chọn cách mang theo mọi người rút lui trương dịch mở kênh thông tin của tiểu đội và thông báo tin tức này cho họ không cần tiếp tục ở phía trước chiến đấu hãy lùi về phía sau và sẵn sàng rút lui theo ta bất cứ lúc nào nếu chỉ là họ vài người nhờ vào năng lực xuyên qua của lưỡng trọng môn họ vẫn còn cơ hội thoát thân nhưng nếu biên quân vũ và nhóm của họ thất bại trong việc trảm thủ tất cả mọi người hôm nay ở đây đều không thể sống sót sau khi giao phó xong trương dịch nghĩ ngay đến chu khả nhi trong giáo đường hắn lập tức quyết định đi tìm chu khả nhi Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn chuyển hướng về phía giáo đường, hắn lại thấy hai đồng giác phi thi lao xuống từ bầu trời giáo đường, chết tiệt. Trương Dịch không kìm được mà mắng thầm, cảm thấy máu trong người lạnh đi. Xung quanh giáo đường, dù có dị nhân phòng vệ, nhưng không ai ngờ tới cuộc tấn công từ trên không. Hai đồng giác phi thi này lao vào giáo đường, chỉ trong nửa phút có thể giết chết mọi người. Chu Khả Nhi cũng có nguy cơ đối mặt với cái chết, Trương Dịch không chút do dự kích hoạt lưỡng trọng môn để di chuyển, với khoảng cách này, hắn cần xuyên qua ba lần mới có thể đến được giáo đường. Nhưng tiếng thét chói tai đã vang lên từ bên trong giáo đường. Khi trương dịch sắp đến giáo đường, một luồng sáng bạch quang lạnh lẽo bất ngờ bùng nổ từ trong giáo đường, hai đồng giác phi thi, dù vào nhanh đến đâu, cũng rời đi nhanh không kém. Chúng bị bắn ra từ mái nhà, cả người bao phủ trong lớp băng dày, giống như hai tượng băng khổng lồ. Trong giáo đường có cao thủ, trương dịch thở vào nhẹ nhõm nhưng sau khi suy nghĩ kỹ điều này cũng rất hợp lý bái tuyết giáo làm sao có thể để cho tên giáo chủ nguyên không dạ này tự mình ở trong giáo đường mà không cử người bảo vệ cô hai đồng giáp phi thi rơi xuống mặt đất trên người hai đồng giáp phi thi lớp băng nước vỡ chúng chật vật bò dậy từ mặt đất ánh mắt tràn đầy e dè hướng về phía giáo đường và phát ra tiếng gào thét những dị nhân của bái tuyết giáo canh gác tại cửa giáo đường lập tức sẵn sàng đón quân địch chiến đấu quyết liệt với các đồng giáp phi thi trương dịch không quan tâm đến những tình huống này hắn ta bước một bước xuyên qua lưỡng trọng môn để tiến vào bên trong giáo đường bên trong giáo đường lúc này đang hỗn loạn tột cùng những giáo chúng trốn ở đây có vẻ mặt hoảng sợ chen chúc trên mặt đất thành một đám đông ở trung tâm giáo đường nguyên không giả dạ đứng đó ánh sáng lọt qua các lỗ hổng trên trần nhà chiếu rọi lên người cô cô yên tĩnh và thanh thản toát ra một khí tức thần thánh trương dịch liếc nhìn cô và tự hỏi chẳng lẽ người cao thủ ẩn tàng của bái tuyết giáo lại chính là cô ta điều này hơi bất ngờ nhưng lại có lý nguyên không dạ giáo chủ của bái tuyết giáo sở hữu sức mạnh mạnh mẽ không phải là điều gì lạ ánh mắt trương dịch nhanh chóng dừng lại trên người chu khả nhi cô ôm hòng thuốc với vẻ mặt sợ hãi trốn sau một cây cột màu trắng Trương Dịch không nói lời nào, tiến đến trước mặt cô và ôm cô vào lòng. Không sao, ta ở đây. Chỉ một câu nói đó đã khiến cơ thể căng thẳng của Chu Khả Nhi trở nên mềm mại. Có Trương Dịch bên cạnh, cô cảm thấy rất an tâm. Nguyên không dạ nhìn Trương Dịch với vẻ ngạc nhiên. Cô không hiểu tại sao Trương Dịch lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, trong lòng cô có điều hiểu ra, có lẽ Trương Dịch đã sử dụng một loại năng lực xuyên không gian. Khả năng hiếm có này khiến cô không nhịn được mà nhìn Trương Dịch thêm vài lần. Bên ngoài, tiếng kêu gào và thét chói tai ngày càng gần. Cánh cửa lớn, phanh phanh, vang dội. Một đám giáo chúng bị zombie truy đuổi chạy đến đây, tìm kiếm sự bảo vệ của nguyên không dạ. Trương Dịch, chúng ta có thể giữ vững được không? Chu Khả Nhi lo lắng hỏi. Vẻ mặt Trương Dịch lạnh lùng, hắn chỉ nói, đừng sợ, hãy đi theo ta, Trương Dịch không còn muốn che giấu năng lực của mình, trực tiếp mở lưỡng trọng môn và đưa Chu Khả Nhi rời khỏi giáo đường. Về số phận của những người khác, hắn cũng không còn tâm trí để quan tâm, có lẽ do sự bất đắc dĩ, hắn cũng không có khả năng cứu giúp quá nhiều người. Trương Dịch nắm tay Chu Khả Nhi, dẫn cô ra ngoài, nơi mà tình hình đã trở nên hỗn loạn. Zombie và các sinh vật khổng lồ khác ngày càng vượt qua phòng tuyến. Ở tuyến đầu, Tiêu Hồng Luyện và nhóm của mình vẫn đang kiên cường chống trả cố gắng ngăn chặn lũ zombie bao vây mọi người với vẻ mặt lạnh lùng trương dịch kéo chu khả nhi nhanh chóng di chuyển đến đỉnh của một tòa nhà cao tầng hoa hoa vẫn ở đó trên mặt đất là xác của đồng giáp phi thi đã bị hủy diệt tuy nhiên hoa hoa không ăn hết bộ não của chúng có lẽ đây là điểm khác biệt giữa chúng và dị nhân không phải là sinh vật biến đổi chúng là một loại tạo vật đặc biệt nào đó trương dịch nhìn xuống từ trên cao thấy tình hình chiến đấu ngày càng trở nên nguy cấp dù quân đoàn dị nhân vẫn chưa đến mức bị zombie vây hãm hoàn toàn nhưng số lượng binh sĩ bình thường bắt đầu tử vong rất nhiều nếu cuộc chiến tiếp tục diễn ra dị nhân sẽ kiệt sức và cũng sẽ bị zombie tấn công dồn dập nhóm trương dịch may mắn có dị năng từ thức ăn để bổ sung năng lượng vẫn duy trì được sức mạnh và thể lực để chiến đấu tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy đó không phải là giải pháp lâu dài biên quân vũ trương dịch nhớ đến cái tên này biết rằng hành động trảm thủ của biên quân vũ và nhóm của hắn ta chắc chắn không thuận lợi nhưng đó cũng là điều không thể tránh khỏi dù sao trong trận chiến này họ cũng đang đối mặt với toàn bộ zombie của thành phố thiên hải trương dịch chúng ta chúng ta phải làm gì bây giờ chu khả nhi hỏi lo lắng và bất an chu khả nhi nhìn xuống dưới thấy zombie từ bốn phía như sóng thủy triều ào ạt mà tới họ không còn con đường nào để thoát thân những người trốn trong cao ốc và giáo đường đã bị zombie tìm đến và giết chết. Những người ẩn náu ở gara và tầng hầm của các trung tâm thương mại cũng không tránh khỏi bị zombie phá hủy từ dưới lên. Bái tuyết giáo trở thành cảnh tượng địa ngục trên trần thế. Nếu tình hình tiếp tục phát triển như vậy, chỉ trong 10 phút nữa, phòng tuyến sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngoại trừ nhóm của Trương Dịch có cơ hội thoát thân, những người khác đều sẽ chết. Trương Dịch thấy mọi người trên chiến trường đang chiến đấu điên cuồng tiêu hồng luyện thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng đốt cháy nhiều zombie thành tro ngụy định hải với băng tuyết của mình có thể ảnh hưởng đến zombie trong phạm vi lớn nhưng zombie mới tiếp tục ào ạt tới ngay sau khi nhóm trước bị tiêu diệt đội quân hình thiên dù chiến ý mãnh liệt nhưng cũng đã kiệt sức khí lực chiến đấu của họ giảm yếu dần hãy chuẩn bị rút lui ngay khi phòng tuyến thất thủ ta sẽ lập tức dẫn mọi người rời đi trương dịch thông báo qua máy truyền tin cho từ béo vưu đại thúc và lương duyệt từ béo thở hổn hển đã kiệt sức đến nỗi hổn hển thở hắn ta vừa khóc vừa hô lão đại ta không chống đỡ nổi nữa mau đến cứu ta trương dịch nhanh chóng xác định vị trí của từ béo trong đám người là một dị nhân hệ khống chế bên cạnh hắn ta tự nhiên có vài binh sĩ đang bảo vệ nhưng zombie xung quanh đang dần che khuất họ và từ béo nhát như chuột đã hoảng sợ đến mức mặt mày tái nhật Trương Dịch lập tức ra lệnh cho Hoa Hoa xuống giải cứu từ béo. Hoa Hoa đột ngột nhảy xuống từ tầng cao của tòa nhà, tạo ra một làn sóng băng tuyết lớn, sau đó mạnh mẽ xông vào đám zombie, nhanh chóng tiếp cận từ béo, ngậm lấy cổ áo của hắn ta và kéo hắn ta trở lại. Chu Khả Nhi ngồi xuống đất, thở hổn hển và có vẻ mặt như người sống sót sau tai nạn. Trương Dịch cũng không đứng ngoài cuộc. Hắn lấy từ trên người một số lượng lớn lựu đạn và thuốc nổ, bắt đầu ném chúng về phía nhóm zombie đông đúc nhất đến lúc này hắn cũng chỉ còn cố gắng giúp đỡ người khác giảm bớt áp lực chiến đấu năng lực của hắn không thể tạo ra sự tác động lớn trên phạm vi rộng mặc dù thần uy của hắn mạnh mẽ nhưng tầm hạn chế việc giết chết hàng trăm zombie một lần cũng không thể thay đổi tình hình chiến sự ở hiện tại ngay khi trương dịch chuẩn bị từ bỏ định rút lui cùng mọi người một sự biến thái quỷ dị xảy ra trên chiến trường mọi zombie đột nhiên ngừng mọi hành động. Họ như những con rối bị rút hết pin, không còn tiếp tục tấn công người trước mắt. Sau một khoảnh khắc, tất cả zombie cùng lúc thực hiện một động tác chỉnh tề, quay người và bắt đầu chạy về hướng mà họ đến. Dù là đồng giáp phi thi hay đồng giáp thi, hay zombie thông thường, tất cả đều bỏ mặt kẻ địch trước mắt. Rõ ràng chỉ cần thêm vài đợt tấn công nữa, họ có cơ hội hoàn toàn chiếm lĩnh thành phố Thiên Hải, điểm cố thủ lớn nhất của nhân loại nhưng không chút do dự, họ quay đầu chạy như điên. Khi họ tới như sóng thần, khi lui cũng giống như núi lở, gấp gáp và không ngăn nổi. Mỗi zombie đều liều lĩnh chạy trốn, phát ra tiếng kêu vội vàng, như thể đang đối mặt với điều gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng. Tiêu Hồng luyện chứng kiến cảnh tượng này và ngay lập tức vui mừng. Bởi vì cùng một tình huống như vậy, cô đã chứng kiến vài ngày trước. Điên quân Vũ và nhóm của hắn ta đã tìm được thi vương zombie đang quay về để cứu thi vương trong nhóm zombie thi vương là người chỉ huy có khả năng kiểm soát tất cả zombie do đó khi gặp nguy hiểm họ sẽ không ngần ngại triệu tập tất cả zombie để cứu viện sự xuất hiện của phản ứng này trên chiến trường chỉ có thể giải thích là biên quân vũ và nhóm của hắn ta đã tìm được thi vương và tạo ra mối đe dọa lớn cho nó buộc thi vương phải triệu hồi quân đoàn của mình trên chiến trường mọi người đều mệt mỏi ngoại trừ trương dịch Người vẫn còn tương đối nhẹ nhõm. Chỉ một lúc trước, họ suýt chút nữa đã trở thành thức ăn cho zombie. Sau khi lũ zombie thối lui, những con chuột phản ứng chậm chạp nhưng cũng rất nhanh nhẹn, nhanh chóng theo sau và rời đi. Mọi người không dám truy đuổi, sợ rằng zombie sẽ quay trở lại tấn công. Nhưng khi đám zombie dần xa khuất sau đường chân trời, hình thành một dải đen mỏng dài không thể nhìn thấy tận cùng, mọi người mới dám thở phào. Ha ha, ha 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 ô ô ô ô ô, ta, ta còn sống ư. Ta còn sống chứ. Ta không chết ư, trong toàn bộ khu vực của bái tuyết giáo, tiếng thở dốc, tiếng khóc lớn và tiếng cười vang lên khắp nơi. Cảm giác thoát chết quá mạnh mẽ, mặc dù mọi người ở đây đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng không ai đã từng trải qua cuộc chiến tuyệt vọng như vậy. Họ có thể chấp nhận việc bị người khác giết chết, nhưng không ai muốn đối mặt với cảnh bị zombie và những sinh vật khổng lồ ăn sống tiêu hồng luyện lấy lại tinh thần và nói với mọi người bây giờ chúng ta vẫn không thể lơ là mọi người có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhưng phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào không chừng vẫn còn sót lại zombie và những sinh vật khổng lồ sau lời nhắc nhở của tiêu hồng luyện các lực lượng khác cũng làm theo mọi người quá sợ hãi thậm chí không dám hoàn toàn buông lỏng kể cả khi nghỉ ngơi trương dịch thấy ánh mắt hoảng hốt của nhiều binh sĩ trận chiến tối nay chắc chắn sẽ để lại ký ức khó quên cho rất nhiều người hội chứng chấn thương trong chiến tranh cũng là điều không thể tránh khỏi hắn hy vọng rằng họ sẽ không bị giật mình tỉnh giấc trong giấc mơ vì nhớ lại cảnh tượng của zombie chu khả nhi ôm chặt trương dịch lúc này mới dám thở hổn hển ngực cô phập phồng mạnh mẽ điều này trương dịch cảm nhận được rất rõ ràng lương duyệt vưu đại thúc và từ béo cùng với hoa hoa tụ tập trước mặt trương dịch ba người họ đã nhớ kỹ lời căn dặn của trương dịch họ đã cố gắng hết sức nhưng cũng giữ lại năng lượng để có thể chạy trốn khi cần thiết nên họ không bị thương vưu đại thúc đã đối đầu với đồng giáp thi vài lần nhưng với làn da dày và khả năng tự phục hồi mạnh mẽ hắn cũng không hề có bất kỳ tổn thương nào không biết bao lâu sau có vẻ như thời gian trôi qua rất chậm chạp mỗi giây đều cực kỳ kéo dài và mệt mỏi trương dịch quan sát toàn bộ chiến trường phát hiện rằng số lượng binh sĩ tử vong trong nhóm phòng thủ ban đầu đã vượt qua 80%. Toàn bộ thành phố Thiên Hải, sau trận chiến này, có thể coi là đã bị phá hủy hoàn toàn. Về mặt sức chiến đấu, thiệt hại quá lớn không thể chỉ mô tả đơn giản bằng từ, thảm khốc. Tuy nhiên, đối với trương dịch, điều này không hoàn toàn là xấu. Ít nhất, trong trận chiến này, đội của hắn không hề có thương vong. Nhưng nếu nói về thiệt hại lớn, thì không phải lượt của các tổ chức lớn hay trương dịch, mà là bái tuyết giáo. Bởi vì cuộc chiến đã xảy ra ngay trên lãnh địa của họ. Lúc này, xung quanh, ngay cả tiếng khóc cũng vô cùng yếu ớt và thư thớt. Trong khoảng 5.000 giáo chúng của bái tuyết giáo, có lẽ không đến 1.000 người còn sống sót. Không, có thể còn không đến 500 người, đó cũng là lý do vì sao trịnh giật tiên và các cấp cao của bái tuyết giáo trông vô cùng ủ rũ và buồn bã. Mọi người bên ngoài, vẫn đang đứng ở vị trí phòng tuyến của mình nhưng không ai nói gì cả không một lời nào được thốt ra lúc này không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn đạt cảm xúc của mọi người bởi vì đối mặt với một trận chiến như vậy với việc mất đi nhiều người như thế mọi cảm xúc cơ bản như vui giận yêu kết đều dường như đã mất đi trương dịch nhìn xung quanh trên mặt không có bất kỳ biểu hiện dư thừa nào bỗng nhiên trương dịch nghe thấy giọng nói của chu khả nhi trương dịch ngươi có bị thương không có cần ta giúp ngươi kiểm tra không cô hỏi trương dịch nhìn về phía chu khả nhi một bác sĩ ôn nhu và mỉm cười không ta không sao chu khả nhi tiếp tục hỏi thăm những người khác xung quanh và tất cả đều bình an cô nắm chặt hòm thuốc trên lưng và hỏi trương dịch ta có thể đi giúp xem xét vết thương cho họ được không cô chỉ về phía những người sống sót trên chiến trường lúc này dù sống sót nhưng nhiều người đều bị thương nặng nhẹ khác nhau trương dịch không phản đối ít nhất bây giờ họ đều là một phe sau trận chiến này những thế lực lớn ở thành phố thiên hải khó có thể tạo ra sự đe dọa lớn và có thể họ sẽ trở thành đồng minh trong tương lai để đối mặt với những rủi ro có thể xảy ra chu khả nhi mang theo hòm thuốc đi khắp chiến trường để tìm kiếm thương binh băng bó vết thương và tiêm thuốc cho họ cách cô làm việc nghiêm túc và khéo léo khiến nhiều binh sĩ cảm thấy ấm áp họ cảm nhận được sự sống sót không phải như mình đã đi lạc vào địa ngục dần dần mọi người bắt đầu lấy ra nguồn cung cấp của mình thức ăn thuốc men băng vải chăn quần áo dù chưa dám ngủ nhưng họ coi như có thể kết luận rằng lũ zombie sẽ không quay trở lại nên họ quyết định để cho thương binh nghỉ ngơi trước nguyên không dạ cùng những người sống sót trong giáo đường đi ra trong trận chiến này họ được bảo vệ rất tốt mặc dù có một số thương tích nhỏ nhưng không ai bị thương vong nguyên không dạ nhìn quanh rồi nói với những người sống sót hãy đi giúp đỡ và chăm sóc cho họ họ là những chiến sĩ vĩ đại mọi người ý thức được sự sống sót của mình không dễ dàng không thể bỏ mặc những chiến sĩ đã dũng cảm đã chiến đấu ở tiền tuyến vì vậy những người còn có thể di chuyển đều bắt đầu tiếp cận thương binh để chăm sóc họ trong đó có cả vợ chồng lý kiếm và từ bội bội còn lý khải nhạc do sức khỏe suy yếu sau lần trước không thể giúp đỡ nên hắn ở lại trong giáo đường chờ đợi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha